Lách 570, bố của chủ tịch có cửa hit thì sẽ như thế nào? Đây là một chiếc lách của 570 này. Thế đời chiều này đời đầu tiên của bà, đời rất là lâu rồi ấy, thì cái bản đầu tiên của nó thì cái bản này với cái cửa này vẫn là cái cửa cơ nha anh em nhé. Thì bình thường ấy khi anh em người nhà có mẹ có trẻ con người già ấy, thì mà đóng từ bên trong thì lúc đóng hờ nó sẽ không không hết được cái cửa này mà nó sẽ không hít này. Thì hôm nay em có thay cho vô chiếc xe này bộ cửa hít của Jotun. Con này thì bảo hành cho em chính hãng là 3 năm, 3 năm tất cả cái cửa hàng nếu có lỗi gì về cửa hít nó sẽ bảo hành cho anh em hết nha. Đấy, cái ngoàm cũ của nó sẽ là ngoàm như nguyên bản này, đây là ngoàm khóa cơ như này, khi mà anh em đóng cửa vào thì nó sẽ ngậm vào như này này. Đấy, thì con em thay cho bộ này thì nó là ngoàm điện, thì nó sẽ tự động hít vào như này. Đấy, anh em thể thấy ạ, đóng mở rất là êm ái, thì không cần phải dùng lực nữa. Khi mà cửa nó ngậm, cửa nó sẽ chạm đến cái vị trí tiếp xúc ấy, thì nó sẽ cửa nó sẽ tự động hít vào. Đấy, đóng mở rất là êm ái. Như nhà có trẻ con thì anh em đóng lên gần đến cái thời điểm đến cái địa điểm đến này thì nó sẽ tự kéo vào, anh em không phải dùng lực nhiều nữa. Và thứ hai là khi mà đóng cửa thì sẽ không còn cái tiếng đóng cửa rất là mạnh, khi mà người ngồi trong xe cảm thấy những lúc anh em mà đóng cửa rất là mạnh ấy còn có thể cảm thấy rất là giật mình luôn ạ. Nhưng bây giờ thì anh em thả nhẹ cái là nó sẽ tự động hít vào rồi. Đấy, đây anh em thấy ạ. Đấy, cái này là dòng dành riêng cho dòng Toyota nhé, thì dòng nó sẽ ăn khít đối với cái này, những cái bản lề này sẽ là như nguyên bản của anh em luôn chứ không có cái chuyện là nó sẽ thụt vào trong hoặc nó sẽ hở ra ngoài. Nhiều anh em lắp xong rồi nó nếu không phải là dòng theo xe thì là cái này nó sẽ một là sẽ hít vào quá sâu này làm cho cái ngoàm rất là nặng, và thứ hai là không hít vào hết thì những cái lề cửa này nó sẽ bị hở ra và khi đi thì cái tiếng gió rít nó sẽ bắt đầu đi vào cánh cửa rất là khó chịu. Đấy, nên mà khi mà lắp cửa hít thì anh em nên tham khảo những cái dòng sản phẩm nó là chính hãng và thứ hai là lắp đặt zin cho dòng xe để tránh những cái trường hợp độ chế cháo rất là nhiều mà khi ảnh hưởng đến sau này anh em muốn về zin này hoặc là khi mà đang đi không mở được cửa này. Đấy, nó sẽ rất là khó chịu. Đấy, còn lắp đặt cửa hít ở đâu thì anh em hãy đến với Akala Thái Nguyên nhé. Anh em sẽ bên em sẽ thi công mọi dòng cửa hít cho các anh em đầy đủ các dòng và lắp đặt zin cho tất cả các dòng xe. Cảm ơn anh ạ.